mấy tuổi này kia? Tân Thành, 71 tuổi, ở vùng Phan Phuộc đây. Cách đây chừng cũng gần 7-8 năm rồi. Mỗi lần coi tivi, cái vợ con nói sao anh, sao ba dặn tivi lớn quá vậy? Cái tôi nói gì mà lớn, đáng dặn nghe đủ rồi. Rồi cái mới đốc đi, đi tới thử coi đặng mang máy. Và thiệt, đi tới cái tụi nó có cái cách nó thử, cái nó nói chờ phải cần mang máy rồi, tại hiện giờ cách đi đời chừng 7-8 năm thì bên trái nghe độ chừng 30-40% của người bình thường, còn bên mặt thì hơi bớt chút, 30% à. Đó, rồi riết tới bây giờ đó, là sau 7-8 năm rồi đó. Bây giờ gần lần cuối cùng đó là cách đây cũng gần 1 năm. Bên trái nó nghe còn có 20% à, bên phải nó nghe 15% à. Đó, thì hiện giờ là như vậy đó. Yeah. Rồi hôm nay tới đây coi tò mò coi thầy có làm gì được không. Yeah, nghĩa là ngưng lại thì cũng tốt rồi, mà nghe rõ hơn thì quá hay rồi. Yeah. Nếu nghe mà được dạ nghe không tùy cái máy á, nó chỉ lọc bao nhiêu cái frequency, không biết tiếng Việt là cái gì. Nói cao quá thì không nghe, nói thấp quá thì không nghe. Thầy nói hiện giờ trong cái frequency đó thành là thì nghe được, còn okay. Nghe được. Không, không có máy nó vậy. Rồi khi mà khởi động xong á thì mình sẽ bơm máu. Mọi người nhìn á, mọi người nhìn đó là bơm máu. Mà khi bơm máu lên tay á, khi bơm máu lên tay á thì chúng ta làm gì? Chúng ta khóa cái hậu khẩu, tức là khóa cái động mạch quay, tĩnh mạch quay, động mạch trụ, tĩnh mạch trụ ở cổ tay, và đẩy lên, bơm máu lên. Và nhớ là khi mà chúng ta bơm máu á thì cái banh á là phải chận ở nách, tức là ta đẩy mà mạch máu vậy ha. Mình chú ý là khi bơm máu á, thì anh này sẽ bơm máu là từ ở cái cánh tay hoài cho tới cái cẳng tay hoài và cái cẳng cánh tay ngoài của cái cánh tay bên phải, thấy không? Chúng ta đẩy cái động mạch cảnh ra từ 10 tới 15 lần. Nguyên cả bàn tay ra. Nguyên cả bàn tay ngay cái chỗ này. Và khi mà chúng ta đẩy máu mà đúng lên á, nào cái ngón tay cái đặt vô động mạch cảnh và tay đẩy lên. Đập mạnh á. Tay ở trên chặn nó không hạnh không ạ? Dò, dạ, dò cho nóng cái máy mà. Thành ra anh này anh cũng có con mèo, anh cũng hay vê vậy. Bây giờ anh vê đâu tay không? Và nó là cái ngón cái ngón trỏ nắm cái bàn tay kéo xuống, kéo cắn xuống đó, dặn xuống. Sao bèn. Đó, sao bèn lại ra. Con đau không bác ơi? Thôi không có đi ngồi coi Nguyên. Bây giờ anh này sao rồi? Chưa có hiệu nghiệm. Tao thể nói gì nữa à, mọi người nói thử coi. Nghe có rõ chưa? Là chịu khó tỉa tót râu. Bây giờ anh sẽ cảm thấy như thế nào? Có nóng tay hay là đau hay là... Chưa thấy hiệu nghiệm gì, nhưng mà lúc có cái kéo... nóng tay có nghĩa là chắc là máu đồ nó dồn vô đó, nó chạy nhiều. Rồi. Chứ còn lúc rõ kéo không tay thì anh chắc thấy chưa, đau chưa. Không ạ? Rồi, ok. Rồi. Cái tay sao rồi? Bây giờ thử coi anh nghe cái tay sao rồi? Nghe cái cá rồi. Hai cái tay nó nóng,
Hình như rõ hơn chút. Rõ hơn chút. Rồi, ok. Chút. Vậy thì cũng tốt rồi, thôi cho nàng phát tay. Rõ hơn chút. Rồi. Anh nghe có rõ hơn không? Nghe. Nhìn mây về gió. Nghe hơi hơi xa chút nhưng mà rõ. À, rõ. Đau nhiều không? Đau nhiều không? Không có bị đau nhiều lắm không? Đau chết luôn á. mấy cô mấy bà chắc chịu không nổi đâu. Vậy là gần khỏi. Bây giờ đâu cũng nghe. Bây giờ đem nghe thấy sao này? Trời ơi, rõ hơn 10% à. Tại vì hồi nãy tức là 10% một có 1% có 10% tức là 10% tức là có 10% mà anh chỉ có 1% thôi. Ăn thêm 10%. Cái lúc đầu á tôi chỉ nghe bên đây cũng như chừng 20% với lại 15%. Yeah. Bây giờ thì 35% với lại 20%. Trời, chính xác quá. Nghe tốt rồi. Đó 100% là người thừa đó. Mà cái âm thanh thì nghe ra nó lọc rõ hơn em. Rõ rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.